Chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Sun Solar. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về bộ điện năng lượng mặt trời công suất là 600W. Thì bộ này bao gồm những gì? Đầu tiên sẽ là 3 tấm pin năng lượng mặt trời mono 200W của hãng Yumasun. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời 9+3 nha mọi người. Bảo hành 12 năm. Đó. Thiết bị tiếp theo chính là sạc năng lượng mặt trời. Thì ở đây sạc năng lượng mặt trời mình lắp cho khách là sạc năng lượng mặt trời MPPT 45A. Hàng này là hàng Việt Nam sản xuất nha mọi người. Đó. Điện áp tối đa của cái sạc này là lên tới 180V nha mọi người. Ok. Rồi thiết bị tiếp theo sẽ là một con kích sinh chuẩn. Kích sinh chuẩn của Sure. Đây là kích 12V lên 220. Công suất là 1000W. 1000W này là 1000W thực nhá mọi người. Đây. 1000W thực và một công suất đỉnh của nó lên tới 2000W nhé mọi người. Đó. Ok, đây là kích sinh chuẩn nha mọi người. Nó sinh chuẩn cho nên sóng ra tương giống với điện lưới luôn, có thể chạy quạt đồ bình thường. Và tiếp theo là sử dụng 3 con ắc quy 12V 120H. Ắc quy này ắc quy gel xả sâu của hãng LV Tấp Sân. Đây là ắc quy chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời này, điện gió và hệ thống UPS. Đó. Ngoài ra thì mình lắp đặt các thiết bị lên một cái bảng điện này. Đấy, hai bảng mình nối lại với nhau. Đó. Cái dây này là dây ra tới kích này. Đó. Dây đầu vào PV thì 30m. Thì cái này do khách yêu cầu 30m thôi. Tại vì nhiều khi họ không có chỗ họ không có được nắng tốt á, cho nên phải đấu dây điện dài để có thể kéo được ra khu vực có nắng tốt hơn. Đó, thì dây dài này thì nó chắc chắn tổn hao rồi, cho dù mình dùng 3 tấm nó mắc nối tiếp để lên điện áp cao á, mà tổn hao của điện DC vẫn rất là cao nha mọi người, tại vì dây dài. Cho nên nếu mọi người lắp á, thì cố gắng lắp càng ngắn càng tốt, nó sẽ đỡ tổn hao dây điện hơn. Đó, thì mình có nói trước với khách rồi thì khách cũng ok. Đó. Và tiếp theo là một cái hai cái ADC. Đây là ADC 63 nha mọi người. Đó. Đây là cái đầu chia điện. Đó, ở đây sẽ có 3 dây dương và 3 dây âm để nối với bình ắc quy. Đó. Thì để mình giải thích là tại sao mình lại sử dụng dây như này, thì thứ nhất là anh khách này sử dụng chỉ có tối đa 3 bình ắc quy thôi. Đó, thì hợp lý nhất vẫn là chạy hệ 12V. Nếu thêm một bình nữa thì có thể chạy được hệ 24V. Nhưng mà nếu mà dùng tải nhẹ với lại như tủ lạnh á, rồi bật đèn chiếu sáng, rồi nói chung các thiết bị điện trong nhà nhẹ nhàng thôi á, thì mình khuyên nên sử dụng điện 12V nhé mọi người. Tại vì hệ 24V hoặc hệ 48V á, thì nó sẽ cần có mắc nối tiếp á. Đấy, vì mắc nối tiếp này thì tuổi thọ ắc quy thường nó không tốt bằng cho việc mình để nó ở mức 12V mắc song song. Đó. Và thứ hai là khi mình mắc nối tiếp lên hệ 24 ở 48V thì mình cần phải có mạch cân bằng ắc quy. Đó, cho nên nếu mình không có nhu cầu chạy tải quá mạnh, quá nặng thì mình dùng hệ 12V là hợp lý nhất rồi. Đó, thì ở đây có 3 bình ắc quy 12V 120H mình sẽ mắc song song với nhau. Đó. Thì nhiều người sẽ hỏi tại sao mình không mắc song song theo kiểu nối bình này sang bình này, rồi sau đó nối lên sạc đúng rồi, cho nó tiết kiệm dây, thì mà lại làm như thế này cho nó rườm rà, nhìn nó tốn dây điện mà nó rườm rà. Đấy, thì mình xin nói thẳng luôn á là mình làm như này là nó rất là tốt cho bình ắc quy và hệ thống. Đó, đây là mình chứ nếu mà mình lười á thì mình làm như các bạn nói rồi. Mình thì chứ đâu tự nhiên mình rảnh đâu mình đi làm cái đấu cái này mình cho khách luôn mà, mình tặng cho khách luôn mà, vừa rườm rà lại vừa tốn dây điện của mình này, rồi tốn công sức của mình, thì tại sao mình lại làm vậy? Thì đấu trong sóng ắc quy nó có cơ bản là có 3 kiểu đấu. Đó, thì kiểu đấu đầu tiên ấy là sẽ đấu từ cực này, cực bình này sang bình này, rồi bình này. Đấy, sau đó đầu này sẽ đi ra sạc. Đó là kiểu đấu đầu tiên. Đó, mà mọi người hay dùng. Kiểu đấu thứ hai ấy là sẽ đấu ngược lại. Đây, dây dương đấu sang đây, đấu đây, đi lên sạc, rồi dây âm đấu ngược lại. Đấy, đi sang lên sạc. Thì kiểu đấu này thì nó sẽ đỡ tốn dây điện hơn và hiệu và cái
tổn hao hay cái ảnh hưởng đến tắc quy nó ít hơn. Đó. Còn đây đây là kiểu đầu thứ ba này, tức là mỗi bình ắc quy sẽ có một đoạn dây nối thẳng vào bình luôn. Đó. Ba đoạn dây này của mình là mình đấu mình cắt với độ chính xác cực cao nhé. Đấy. Mình đo tỉ mỉ, mình cắt ba đoạn dây bằng nhau á. Đó. Thì nếu mà mọi người dùng đấu thông xong á, thì khi mà mọi người đấu theo kiểu đầu tiên á, nó dồn điện hết vào bình khi nào sáng á, thì điện á nó sẽ dồn hết vào trong vào cực của bình đầu tiên này này. Đó. Sau đó nó mới chuyển sang bình thứ hai và chuyển sang bình thứ ba. Cho nên cái đấu như vậy, bình đầu tiên này nó sẽ rất là tổn thọ. Thôi mà. Tại vì khi mà sạc á thì cái hạt ấy trong nó sẽ dồn ở các điểm cực của cái bình này đầu tiên. Đó. Sau đó khi nào mà bình nào mà bật đầy á thì chắc chắn là bình này sẽ đầy trước rồi. Mấy bình sau nó sẽ đầy sau. Đó, cho nên nó có sự hiện tượng chênh lệch. Nói chung là kiểu cả ba bình nối với nhau nhưng mà nó sẽ không được sạc đồng đều cho nhau. Cho nên sẽ có cái thằng no và thằng hơi đói. Thì tất nhiên là nó song song thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng mà nó về lâu về dài á thì nó cũng tác động đến tuổi thọ bình ắc quy. Đó. Và cái cách sạc và cách nối tiếp song song chuẩn nhất á, tốt nhất cho bình ắc quy á, là mọi người làm mỗi bình một đoạn dây bằng nhau. Đấy, mình nhớ mạnh là bằng nhau nhé mọi người, chứ dây dài dây ngắn thì cái đoạn cái bình nối dây ngắn thì nó sẽ sạc tốt hơn so với bình nối dây dài. Đó, thì mọi người nối dây nó bằng nhau. Đấy, nếu mà mỗi dây nó đi xuống một bình đấy là riêng luôn. Đó, sau đó đi lên chung một cục rồi lên sạc. Đó, thì cái mình sẽ có video nói cụ thể hơn về cái việc mà mình đấu nối tiếp nhầm nối song song bia quy như nào. Đó, còn trong video này thì mình chủ yếu sẽ giới thiệu về bình về cái bộ hệ thống điện năng mặt trời công suất 600W này. Bình ắc quy này của mình á, là bình ắc quy của hãng LV Topson nhé mọi người. Đó, đây, cho mình cho mọi người xem vỏ bình này. Đấy, 12V 100Ah. Bình này là bình gel 100% đấy mọi người, chứ không phải là gel phủ lớp mỏng đâu. Đó, thì cả ba bình này á, mình lấy trong kho là cái lô sản xuất mới nhất rồi, là vào năm 2022 tháng 10 này. Đấy. Cái bình này thì cũng vào năm 22 này, tháng 10 này. Đó. Cái bình này thì cũng vào năm 22 và tháng 10 này. Đó, mọi người thấy không? Đó. Ok, thì cái hệ thống này á, sẽ có 3 tấm pin năng lượng mặt trời 200W, tổng công suất tấm pin mặt trời là 600W. Nếu trong một ngày nắng ở mức trung bình ở miền Nam á, như ở tỉnh Đắk Nông mình là khoảng cỡ 6 giờ nắng á, thì ba tấm này nó sẽ tạo ra được khoảng cỡ 3600W giờ điện. Đó. Thì có thể chạy được một cái tủ lạnh công suất là 100W trong liên tục 24 giờ. Đó. Mà vẫn dư được 1400W giờ điện nữa để sử dụng các thiết bị khác trong gia đình. Đó. Kích ở đây á thì thường ấy thì anh ấy mình khuyên anh ấy nên sử dụng con kích 500W thôi được rồi. Chứ dùng tải nhẹ vậy không cần phải dùng kích 1000W làm gì cho phí. Mà anh ấy bảo lâu lâu cắm cái máy giặt á mọi người. Đó. Thì cắm máy giặt thì công suất của nó hơi lớn. Đó thì phải chạy con kích 1000W này nó mới chạy được. Đó, 1000W này là 1000W thực nha mọi người, chứ không phải nó dùng 1000W ảo đâu. Đó. Cho nên nó to này, to chà bá luôn. Đấy, một gang tay này. Đấy, gần bằng hai gang tay của mình luôn. Đấy, rộng nó cũng bằng một gang tay của mình. Đấy, rất là dài, to. Đây, để thấy không? Hàng chất lượng. Đấy. Cái cọc cọc bình của nó này, thấy chưa? Nhìn chất lượng như này. Đó. Đấy, cọc to này, đấy, cái đầu đấu to này. Đấy, dây đi kèm cũng rất là to luôn, dày. Đó. Để xem này. Đấy. Đầu cốt tròn này. Ok. Thì cái bộ này đấu như thế nào thì mình đã lắp sẵn rồi, nó đấu rất là dễ thôi. Đầu tiên tấm pin mặt trời mọi người mắc nối tiếp lại với nhau. Đó, sau đó sẽ có hai dây, thì hai dây đó sẽ cắm vào hai cái jack IC4 của cái đoạn dây này. Đó. Còn cái hai cái dây to này á là dây nối vào kích, thì cực dương đối với đầu dương thôi.
cực âm thì đấu với đầu âm thôi. Đây. Đó. Còn ba bình ắc quy sẽ có ba dây riêng. Đấy. Đây mình có đánh số sẵn đây. Đấy, anh khách xem video này nhớ chú ý nhé. Đây. Bên đỏ này là dây đỏ này, dây dương này, dây đen này dây âm này. Đấy, bên đây mình giới thiệu luôn. Gạch gạch trừ là dương âm này. Gạch cộng là dương này. Đó. Thì số 1. Đây số 1 đấy. Thì đây. Đấy. Số 1 với số 1 là thành một bình này. Đó. Rồi dây số 2 với số dây dương số 2 với dây âm số 2 thành đi vào một bình này. Đó. Rồi dây dương số 3 và dây âm số 3 đi vào một bình này. Đó. Và thành 3 bình. Thì lắp dây như này tuy bản nó hơi rườm rà nhưng mà mình nói thật á là mình lắp này tốn công mình thôi. Chứ mình lười thì lắp, mình lười mình bán cho có thì thiệt anh khách đấy. Thì mình lắp tốn công như này á thì anh ấy được sử dụng cái bộ điện năng lượng trời mà cái bộ bình ắc quy sẽ được sạc đồng đều nhất và nó chuẩn nhất. Đó, và tuổi thọ nó sẽ là tốt nhất. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu thử cho mọi người xem hệ thống này như nào nhé. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đấu các tấm pin này lại với nhau trước nhé mọi người. Đó, thì ở đây có 3 tấm, mình sẽ mắc nối tiếp lại với nhau. Đây là 3 tấm pin mặt trời mono 200W nha mọi người. Đó, thì hai tấm này nó có cái lớp dầu ở trên nhé. Thì khi mà hãng sản xuất ra nó sẽ phủ một lớp dầu để bảo vệ tấm pin mặt trời trong quá trình lưu kho á. Về nhà dùng một thời gian hoặc mọi người là coi như là nó sẽ biến mất à, cho nên mọi người yên tâm nhé. Đó, thì cái này thì mình lau rồi mà mình lau thấy mệt quá cho nên không có thời gian để mình quay luôn. Đó, đây tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, thì đây là thông số ở tấm pin này, đây của hãng Yamasun, công suất là 200W, thì điện áp ở công suất cực đại là 20,84V. Dòng công suất cực đại là 9,6A, rồi điện áp hở mạch là 24,3V, rồi dòng nắng mạch là 10,19A. Đó, thấy mọi người thấy không? Ok, thì nối tiếp các tấm pin năng lượng mặt trời lại với nhau thì mình lấy cực dương của tấm này đấu sang cực âm của tấm kia vậy thôi. Okay. Đây, ở đây có 2 dây này. À, mọi người thông cảm nhé, mình dùng một tay thao tác. Đó, tấm pin lên. Ở đây là sẽ có một đầu dương này, đầu dương của tấm pin mặt trời này. Mình đấu với đây, đấu gắt ngon, không? Ok, xong. Đấy, đây còn lại này, đây là luôn sang bên kia. Đó, pin xuống. Đấy, nối tiếp được hai tấm nhau rồi. Bây giờ mình sẽ nối tiếp với tấm thứ ba. Đây, thì tấm thứ ba nó có 2 dây này. Mình sẽ lấy dây dương của tấm pin, đấu với dây âm của tấm pin bên kia. Ok, sau khi nối tiếp 3 tấm pin mặt trời sẽ có dư ra 2 dây này. Đó, thì đây 1 dây, đây 1 dây, đây là dây dương này. Đấy, dây dương thì đấu với đầu dương của tấm pin thôi. Đấy, cực dương tấm pin màu đỏ này, dây dương này, dây màu đỏ này. Đó, đấu lại. Ok, quên mất, trước khi lắp thì mọi người cần phải ngắt atoma nhé, để xuống dưới nhé, ngay xuống dưới nhé. Đó, khi nào lắp hoàn chỉnh rồi mọi người mới bật atoma lên. Ok, dây âm của tấm pin mặt trời thì sẽ nấu với dây đen này, dây âm này để đấu với cực âm của tấm pin. Đó, thường thì mọi người nên đấu bằng cực dương trước nhé, tại vì cực dương nó có cái ký hiệu màu đỏ, ký hiệu màu đỏ ở cái cổ đấy. Đây là cực âm này. Đấy, cực âm thì sẽ có cái gạch ở đây này, gạch âm ở đây này, thấy không, gạch âm này. Đó, cắm vào thôi. Cứng quá. Rồi, ok, này hơi cứng, mình dùng hai tay. Đấy, là mình đấu xong tấm pin mặt trời vào rồi. Đó,
Bây giờ đến lượt đấu cái kích vào thì đấu hai cái dây. Đây dây to này vào cái kích đó. Được vô. Đó cái màu đỏ này. Thì mình mở cái này ra. Rồi đấu vào thôi. Đây, giờ quay camera nên anh chọn người xem được không? Mình làm cái này cho nó vừa sáng. Đấy, người biết người xem được không? Đây, xem được. Ok, nó xong cái riêng rồi. Là mình cứ tìm mấy tấm thôi. Đó, mở ra, vặn mở ra. Anh cho người xem ốc này. Ok, rất là to và dày luôn. Đấy, có cái đầu này để cắm cái ví vào này. Đó. Ok thì mình đấu con kích, đấu kích điện vào rồi. Đấy. Mình đấu kích điện vào rồi nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đấu các dây của bình ắc quy lại với nhau, đấu xong. Đấy. Dây 1 của bình ắc quy 1 này, dây 2 của bình ắc quy 2 này, dây 3 của bình ắc quy 3 này. Thì đấu bình ắc quy thì cần mở bình ắc quy ra thôi. Mọi người cần một cái con cờ lê, mình thì quên mang cờ lê rồi. Mang đây chỉ yếu đấu cho mọi người xem cho nên mình chỉ vặn bằng tay cũng được. Đó. Tất cả các lô bình ắc quy này đều là sản xuất tháng 10 năm 2022 nhé mọi người. Là cách đây có vài có giờ tháng 1 cỡ gần 3 tháng. Đó. Thì khi mà xuất xưởng ra là bình nó sẽ được chở bằng tàu về Việt Nam. Thì đi tàu nó mất hết 1 tháng rồi. Ở trong đó quá trình nhập hải quan thì nó cũng mất thêm một thời gian nữa cho nên bình này rất là mới luôn đó. Thì đây là bên bình nó sẽ có tặng kèm một cặp ốc này đó, cặp ốc inox nha mọi người đó. Ở đây thì mình đấu sẵn đầu cốt tròn rồi đấy, mọi người cứ dùng dây đỏ này gắn với cực dương thôi. Đây bình tặng đầu cốt tròn này đó. Thì dây đỏ thì mình mọi người cứ gắn với cực dương này, cực dương màu đỏ này. Đó, cực dương màu đỏ này. Cực âm là màu đen này. Đó, mọi người cứ cắm thôi. Đây, đầu mình bấm sẵn đầu cốt này, đầu cốt rất to dày luôn nhé. Đó. Đấy, mình bằng tay thôi, bằng tay được, đấu thử bằng tay được, nhưng mà khi nào mọi người đấu thật á thì mọi người nên bằng cờ lê nhé mọi người. Đó, để tập đi. Mọi người nên đặt bằng cờ lê nhé. Vừa nãy có tia lửa điện á, là tại vì ở trong cái con kích này nó có con tụ này. Đó, trong kích này con tụ, tại vì mình đấu này là nó đi thẳng vào kích luôn. Rồi thì có lên sạc mới ngắt thôi. Thì kích thì mình tắt rồi, nhưng mà trong kích nó có con tụ á, tại vì khi kích xuất xưởng nó sẽ được kiểm tra. Bên nhà hàng người ta sẽ mở kích lên để test coi kích nó bình thường không. Đó, mình quên mất. Cho nên test lửa kích, nhưng mà cái đó sao không hiểu nữa. Khi mà mình mở lên kích thẳng đấy, mình mãi nói chuyện rằng là quên mất cái vấn đề đó. Đó, thế mình đấu được bên thì bên đây có mấy dương của mình tiếng đầu tiên này. Tiếp theo mình tiếp theo. Còn gì? Đó thì người để ý là lắp cái đúng nha, không là lắp sai là nó nguy hiểm đấy. Thì dây đen này, thì nối với cực đen là cực âm này. Đó. Còn dây dương này, chung mình lắp nhầm là mấy đấy. Dây dương này, đấu cực dương này. Thì nó rất là tốt cho nhau đi. Nếu như nó sạc đồng đều, nó sẽ sáng hơn, nó sẽ sáng hơn. Thì nó sẽ bộ pin sẽ có một đoạn dây riêng đi thẳng lên trên cho nên cái mà dòng điện á, tức là cái khả năng truyền tải điện trên dòng điện á, nó rất là tốt, nó rất là đảm bảo luôn. Tại vì nếu mọi người mà đi chung một cái to á, thì mọi người phải đi dây cái điện rất là to, đó thì tốn tiền cái dây điện đó. Và thứ hai á, là dây tiết điện to thì nó khó đi dây hơn. Thông thường khi mà mọi người lắp điện lên một trời độc lập á, thì cái dây từ bình ắc quy đi lên tới sạc tới kích á thì mọi người làm nhất là cái mọi người đó. Ở đây do mình đi riêng ba dây riêng á, nên mình được cái thuận lợi là mỗi bình nó có một dây riêng và nó rất là tốt cho bình ắc quy, tại vì bình ắc quy nó có một dây riêng để cung cấp điện cho mỗi bình luôn đó. Ok thì mình đấu xong hết rồi đó. Tấm pin mặt trời thì đấu nối tiếp nhau đấy, đi vào sạc, sạc này sạc MUT cho nên mọi người có thể đấu nối tiếp tấm pin mặt trời vào nhé.
đó. Rồi kích thì dùng đấu vào dây to này, dây điện to này, đó, đi vào kích này. Đấy. Còn bình á thì mỗi bình sẽ có một cặp dây âm dương, à dương với âm đi vào một bình đó. Đấy, một cặp dây. Đấy. Một cặp dây, tổng là 3 cặp. Ok. Kiểm tra đâu đúng hết rồi. Đấy. Dây âm này với cực âm này, dây dương cực âm này. À dây dương cực dương này. Đấy, dây dương cực dương này. Âm với âm này. Âm với âm này, dương với dương này. Đó, là đâu đúng hết rồi. Ok, giờ mình sẽ bật ác lên nha mọi người. Đó, thì cái sạc này á nó có thể chạy trực tiếp trên pin năng lượng mặt trời á. Cho nên nó không cần phải kết nối ắc quy trước nó mới chạy, mà mọi người có thể kết nối tấm pin mặt trời trước vào sạc đều được. Nói chung kết nối tấm pin mặt trời trước hay là kết nối bình trước vào vào sạc đều được nhé mọi người. Không sợ bị cháy đâu. Mấy sạc khác thì sợ cháy chứ sạc này không sợ cháy đâu mọi người. Tại vì nó có thể chạy trực tiếp tấm pin mặt trời, không cần ắc quy mà. Đó. Thì đối với 12V á thì mọi người lưu ý, đối với hệ 12V thì cái hệ bình 12V nó cần phải có cấp PV để khởi động. Chứ điện áp 12V của bình ắc quy không đủ để sạc này khởi động nhé mọi người. Đó. Còn nếu đối với hệ bình 24 hoặc 48V thì mọi người bật cái ắc của ắc quy vào sạc thì sạc nó hoạt động được tốt. Còn riêng 12V thì mọi người phải cất tấm pin mặt trời vào trước nhé. Đó. Cho mọi người lưu ý chỗ này. Đây này, mình cấp của bình này. Đó. Đấy, sạc nó không hoạt động đâu. Đây để mình đo cho mọi người xem. Đây, đồng hồ đo điện này. Đấy, mình đo này. Đấy, điện áp của bình đang cấp vào sạc là 12,99V. Đấy, bình đang rất là đầy. Đó. Còn của tấm pin mặt trời mình chưa ngắt đóng cầu dao nhé mọi người. Đó. Thì của điện áp tấm pin mặt trời là khoảng cỡ 60V. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp đầu vào tấm pin mặt trời vào nhé. Đó, máy chạy hoạt động rồi này. Đấy, đang khởi động. Ok. Thì bây giờ mình để tấm pin mặt trời ở khu vực không có nắng. Cho nên đã thế chỗ này có mấy chỗ này mình còn làm bóng chạy, mình không có tháo ra. Cho nên công suất của nó không có được đâu. Chủ yếu để mình mở lên test cho bộ hoạt động bình thường để gửi cho khách thôi. Đó thì đang để trong nhà nên công suất pin của nó được có 4W này. Đó. Đầu vào là còn 47V này, đó. 47V dòng là 0,1A. Đó. Thì sạc cho bình 12,9V thì nó MPPT nâng dòng sạc lên thành 0,4A này đó, từ 0,1 lên thành 0,4A này. Đó, đó là cái hiệu năng của MPPT, nó chuyển đổi điện áp dư thừa thành dòng điện sạc vào bình. Đó. Ok, thì còn lại thiết bị cuối cùng là kích, mình chưa bật để mình mở cái kích lên cho mọi người xem luôn. Đấy, để bật kích thì mình kết nối rồi nhá. Bật kích thì mình ấn nút này thôi, ấn on lên. Đó. Máy hoạt động. À nhà máy khởi động này. Đó, ok thì nó máy báo điện áp của mình đang là 12,8V này, đấy. Công suất đang là 0W này, không có hoạt động gì này, đấy. Không có thiết bị nào cắm này, đó. Điện áp đầu ra đây này, điện áp đầu ra cái này này. Là 228V. Đấy, cổng này có cổng kết cổng giao tiếp này. Ở đây này. Mọi người có thể cắm một cái thiết bị để theo dõi từ xa mà nó dùng dây thôi chứ không phải dùng wifi, dây bluetooth. Ở đây có hai cổng sạc, một cổng, sạc USB 5V nhé mọi người. Cổng trên là 5V 1,2A này, cổng dưới là 5V 2,1A này. Đó, tổng là 3A. Ok, để mình vậy là hệ thống này hoạt động bình thường nhé mọi người. Đấy. Thì một ngày hệ thống này nó sẽ tạo ra được khoảng cỡ ở dưới miền Nam á, 6 giờ nắng á, thì cái 3 tấm pin này nó sẽ tạo ra được khoảng cỡ 3600W điện. Đó. Và cái bộ bình lưu trữ này á, mỗi bình sẽ là 1200W điện nhé mọi người. Chứa được một bình á, là 1200W điện. Ba bình sẽ là 3600W điện. Đó. Thì do mà khách sử dụng tủ lạnh chạy 24/24 á, cho nên một ngày là mất hết tầm 2400W điện cho cái tủ lạnh đó rồi.
đó, là coi như còn dư được khoảng cỡ 1.400W giờ điện để sử dụng các thiết bị khác thôi, như là đèn quạt rồi tivi các kiểu đó. Ok, thì ba cái bình này có thể chịu được dùng cho tủ lạnh trong một đêm nha mọi người. Một đêm tủ lạnh dùng chắc khoảng cỡ tầm 1.200W giờ điện thôi. Đó, thì ba bình này cung cấp đủ nhé. Mình dùng ba bình này là để thực tế mọi người có thể dùng hai bình cũng được, nhưng mà mọi người mình lắp cho khách là mình lắp cho ba bình luôn, để ắc quy á, nó xả sau một đêm á, nó chỉ xả được khoảng cỡ 50% dung lượng bình thôi. Tại vì bình này, bình ắc quy tất cả bất cứ bình ắc quy nào thì độ xả sâu của nó là 50% dung lượng bình nhé mọi người. Đó, thì một đêm mọi người chỉ nên xả 50% dung lượng thôi, chứ xả nhiều quá, xả quá là ảnh hưởng tới tuổi thọ bình ắc quy đó. Đó, để mình cài đặt thông số sạc cho khách luôn. Đấy, mình cài đặt này, nhấp vào ở một lần vào cái nút này. Đó, thì ắc quy thì mình sẽ chọn sang chế độ ắc quy nhé. Đấy, ở đây có chế độ sạc cho pin lithium này, inverter là chạy trực tiếp tới pin mặt trời này, để cấp cho inverter không cần ắc quy luôn. Đó, ở đây mình dùng ắc quy thì mình chọn chế độ ắc quy. Ok, sang chế độ tiếp theo ở nút này. Đấy, điện áp sạc thì đối với ắc quy thì ắc quy gel của bên mình nhé, thì để áp sạc tầm 14.0V là được rồi. Đó, đấy, mình cài đặt cho khách luôn. Dòng sạc cho bình ắc quy này thì bộ bình này là 12V 300Ah, thì dòng sạc tốt nhất cho bộ bình này là 30A. Đấy, nhưng mà khách lại có sử dụng thêm một cái tủ lạnh công suất là 120W nữa, thì cái tủ lạnh đó ăn khoảng cỡ thêm 10A nữa. Đó, và thêm khoảng cỡ tầm 1A cho cái kích này, cho nên mình sẽ cài đặt là trở thành 30 này cộng với 10 này cộng với 1 này là thành 41A. Đấy, mình tăng lên 41A. Đấy, là coi như dòng sạc tối đa cho cái bộ bình này sẽ là 41A nhé mọi người. Đó, trong đó thì 30A để sạc cho bình ắc quy, 10A thì để chạy cho cái tủ lạnh rồi. Đó, thì để chạy trực tiếp luôn, cho nên cái 10A đó nó không sạc vào bình, là nó sẽ đỡ cho bình. Đấy, nếu mình chỉ có sạc 30A thôi là nó không đủ cho cái bình ắc quy nó đầy. Đó, ok, dòng sạc xong rồi, chỉnh sai số vô, không có thì bỏ qua. Đó, thời gian sáng LCD là 1 phút. Đấy, reset số kilowatt giờ thì không reset thì bỏ qua, khôi phục mặt định không thì bỏ qua. Ok, đó, mọi người cài đặt đúng nha mọi người. Pin lithium sạc được cả pin lithium này, ắc quy này, và chạy trực tiếp trong pin năng lượng mặt trời, ba chế độ của nó. Nếu mọi người chọn đúng nhá, nếu mọi người chọn sai là nó hư với ắc quy á. Tại vì bình ắc quy thì nó cần 3 chế độ sạc, là sạc thả nổi, sạc giữ nguyên dòng và sạc giữ nguyên điện áp. Còn pin lithium thì nó chỉ cần 2 giai đoạn sạc thôi, là sạc giữ nguyên dòng và sạc giữ nguyên điện áp, nó không cần sạc thả nổi. Pin lithium mà sạc thả nổi nó hư pin nhé, mọi người chú ý. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm một cái quạt nào đó để chạy thử xem kích hoạt động bình thường không nhé mọi người. Ok, thì mình lấy ra một cái quạt rồi. Thì tại sao lấy quạt? Tại vì không lấy cái khác. Tại vì quạt á, nếu kích không phải xin chuẩn á, chạy quạt không được đâu. Chạy quạt nó kêu, nó lại hư á. Đấy, đây kích xin chuẩn cho nên quạt nó chạy bình thường nha mọi người. Đó, thì mình cắm dây quạt vào rồi. Đấy, mình chưa có bật quạt nhé. Bây giờ mình sẽ bật quạt này. Đó, quạt chạy nha mọi người. Đấy, mình bật số thấp nhất thì nó đang ở đang tiêu thụ 36W này. Đấy, bây giờ mình bật số cao nhất. Đấy, dây điện quạt đấy nhá, không bảo mình cắm vào đâu. Quá, và mức cao nhất vẫn 36W à? Quạt này hay nhỉ. Ok, đấy thì quạt hoạt động bình thường nhé mọi người. Đấy, đây, mình tắt quạt đây. Đấy, ok, thì mình mới review cho mọi người xem hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập công suất là 600W pin năng lượng mặt trời, sử dụng một con sạc MVT 45A, đấy, hàng Việt Nam sản xuất, một con kích điện sinh chuẩn 12V 2000W, à nhầm quên, 12V 1000W, đấy, sinh chuẩn cho mọi người của Shure, và ba bình ắc quy gel xả sâu
chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời của hãng LV Topsun. Đó. Thì nếu mọi người quan tâm đến bộ thiết bị này thì có thể IP liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên mình 0967556558 nhé. Số điện thoại này bên mình có Zalo nhé. Mọi người có thể gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo cho bên mình đều được. Đó. Thì mọi người cứ liên hệ bên mình nhé, rồi thông báo cho mình biết cái nhu cầu sử dụng điện của mọi người là như nào, rồi mình sẽ lên bộ thiết bị phù hợp. Đó. Đấy, thì mọi người xem mình lắp bộ nó rất là tốt cho rất là tốt luôn. Ý là theo kiểu mà mình lắp mà rất là tốn công sức cho mình, nhưng mà được cái là lại ra được bộ thiết bị nó tốt nhất cho khách hàng. Đó. Ok. Thì nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì mọi người có thể ấn nút like và đăng ký kênh của bên mình nhé, để có thể theo dõi những video mới nhất của bên mình. Nếu có gì thắc mắc mọi người có thể comment ở dưới video nhé mọi người. Đó, comment mình sẽ trả lời những comment của mọi người sớm nhất có thể. Đó, để cho mọi người xem lại bộ hệ thống này. Đó. Ok. Nói ra để mình gói hàng lại, hệ thống hoạt động bình thường rồi thì mình gói hàng lại gửi cho anh khách thôi, chứ không anh thấy lại chờ. Mấy bữa nay thì trời âm u các kiểu, chả có nắng, không test được công suất đỉnh, nhưng mà nói chung bộ hệ thống hoạt động bình thường rồi. MVT hoạt động rất là tốt nha mọi người. Hoạt động bình thường. Đấy. Thôi, xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.